Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chris Devil Gamer. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại chơi một cái tựa game mà mình biết là các bạn đã bỏ quên trong cái kho game của mình từ lâu. Đó là game gì? Mấy bạn nhớ cái đầu không? Ben and à, đọc vậy mới là đúng ha. Nếu mà đọc là Ben and S thì sai rồi. Đây là game Ben and S. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với màn chơi thứ tư. Lần trước là chúng ta đã hoàn thành 3 màn chơi rồi. Bây giờ màn chơi thứ tư của chúng ta. Stupid backstage again. Gì đây? Ủa bên này là entrance, còn bên này là gì? Con điểm à? Fuck you bitch. Gì đây? Lộn. Lộn cái bàn bạn cân. Đây gì đây? Đồ lộn nè. Lộn cái bàn. Bolly go. Yeah bitch. That's how we do it. Oh god. Shit. Đây là một cái nhà. Nhà đồ chơi. Đây là cây nè, cây cối đồ ha. Ê, cái nhà này chui được hả? Mom. Trời ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã có một mái ấm gia đình rồi. Fuck. Gì cây gì si đa vậy? Nã thiệt, quái thiệt. Tưởng là có một cái máy ấm gia đình không? Cuối cùng là fake. Hả? Yeah. Yeah, hell yeah bitch. Mình sợ là đây có mấy cái lon hay không? Nên mình úi. Lên đây được. Khó vậy. Thôi, không được rồi. Bỏ cũng get bull. À này đã bắt đầu ném lên. Yeah. Oh yeah. Con nhện nhện kìa. Oh. You spin my hair around round. Ô con bí mật rồi, chết tao. Ô vậy là thắng rồi hả? Tưởng chết bà rồi. Rồi. Ok. Vậy thôi là cũng qua được màn rồi đó mấy bạn. Uống miếng nước. Đó, nước này là tăng lực mà. Dù là nước suối thôi. Fuck this shit. Ủa sao còn có cái đầu vậy? Cho người ta chơi là phải cho đầy đủ bộ phận sinh dục. Bộ phận cơ thể. Đúng không? Ra mà có cái đầu mà mất con cu vậy là quái rồi. Ủa đánh chùm luôn hả? Cười con mẹ mày. Ô làm gì cười dữ vậy? Có đầu vui. Đó tao đầy đủ cơ thể rồi nè. Là làm cái gì? À đập mấy cái này hả? Trời ơi, tôi tưởng cái gì khó. Tao tưởng gì kinh lắm. Kiểu tưởng cái kêu quân hề bú đít nó hay gì, bú đít nó mới mệt đúng không? Nè nhảy nè. Thường. À có 3 cái canon hả? Ông cho lên đây trước đi. Rồi.
Trời. Ồ. Ôi mày đập được tao cái mày vui dữ vậy luôn á hả? Điều đó là mày vui lắm sao? Vui như là bà nội nó hỏi chuyện đó ngoài. Dữ thần thiệt. Rồi. Rồi. Fuck. Từ. Này nó rờ cu mình là quải lắm đó nha. Phải thận trọng mấy bạn. Lộn cái bàn. Ôi đấy. Ồ, là nhắm ngay cái đầu của nó. Cái mặt kìa. Phải ở đâu? Thắng chưa? Ôi trời. Ôi. Ôi bắn nó cái nó khùng nó đập kìa. Ôi nó đập ba má những gao luôn á, chạy lại. Ê ba, ôi chơi nhà hàng nữa, chơi dụ rồi ha, chơi dụ là ra đủ rồi ha. Ôi nó quay ngược. Shit. Anh ơi. Đập nhẹ thôi. Em đã làm zombie rồi. Anh đập dữ quá xẹp giấy. Gì? Thôi biết rồi, chơi không lại. Càng ngày nó càng nhanh mấy bạn ơi. Đấy. Vào. Nhắm cái mặt. Trời ơi, tôi tưởng tôi hụt rồi. Wow. Tài gieo à, hơi bị teo giấy. Ôi. Ôi. Ui đập ghê. Ôi đừng, tôi tôi nhẹ thôi. Ôi sao đổi hướng mày. Ôi trời. Đập từ từ cha. Đập cho người ta cái định hướng để người ta né được chứ. Đập chim dưới thần. Trời. Trời. Né kìa trời. Giờ tôi mới biết là tôi chơi hay dưới thần vậy nha mấy bạn. Ờ chơi hay ghê. Wow. Né mà 360 no scope luôn. Đó thấy không, tôi nói chuyện vui cái nó cười quá cười. Giờ tôi té thấy vui lại dâu á. Wow. Ok. À! Tại mày
Mày đập một chó thôi, mày đập gì dữ vậy? Có gì đâu mắc cười, nói cười hoài. Trời đù. Thằng con chó. Thằng này nó mất dạy ghê luôn á. Đấy. Ôi trời 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 ơi. Một phút dành cho fanart bắt đầu. Và fanart ngày hôm nay cũng chúng ta là của bạn Mít Nguyên. Cái tên nó đọc còn khó hơn Ben này ép nữa. Khổ thiệt. Rồi à, cảm ơn em Mít Nguyên đã gửi cho anh cái fanart này. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Nếu mà bạn nào có fanart thì cứ gửi về Cẩm Nang Game Thủ, mình sẽ nhận ở đó và mình sẽ thông báo cho các bạn nếu mà bạn được chọn fanart đó. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Ben and A. Rồi tôi tưởng tôi văng được lên trở là tôi hên lắm luôn. Má mày bán bánh tráng hả mày? Mày đập tàu dẹp thành bánh tráng này mày bán làm chi vậy? Ủa kỳ vậy? Ai ai? Oh 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 oh. Hey. What the fuck just happened? Cuối cùng lên được đây. Đừng bắn hụt, đừng bắn hụt, đừng bắn hụt. Trúng không? Trúng không? Tôi bắn hụt rồi. Oh yeah. What you gonna do, bitch? What you gonna do? What? Fuck. Yeah. Lắc em luôn. Trời ra đây luôn. Ha! Dữ thiệt. Rồi. Vô đây nó chém nữa. Xẹp háng nữa. Mày tưởng đánh mày là dễ hả? Khó chết bà luôn. Mình là ép, còn nhóc là Dan. Dan and ép. Oh. Còn nhiều màng quá ha. Nhóc màng hết trơn nè. À, giờ nó unlock cái màng 6. Màng bonus. Màng bonus đó các bạn. Bonus. Đọc tiếng Anh là vậy. Rồi làm gì? Trời ơi. Oh. Vâng. Tôi vẫn sống. Rớt nữa hả? Trời ơi. Anh xác luôn, không còn gì để chơi tiếp luôn á. Gớm mà đây. Fuck this shit. Khó dữ vậy ta. Đó. Ê, cái này là nó ăn điếm nè. Cái này là ăn điếm nè. Vừa phải thôi. Mẹ gớt có chút xíu vậy mà bánh xác. Rồi chơi gì? What the fuck?
Trời ơi, tôi biết mà. Dễ. Cái vụ này sao làm khó khăn được tôi. Gì vậy? Ôi trời 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 trời. Ủa bắn hả, bắn hả? Ủa bắn xong nói. Quỷ. À! Ủa. Trời đất ơi. Trời, cái viên đạn đó hả? Trời ơi. Bắn lòi le luôn. Cái mấu chốt của cái vấn đề ở đây là chúng ta phải né. À, nói chung là ai cũng biết rồi, không gì phải nói. Nói mấy câu thừa phải đái. Đó. Nè. Trời. Tôi tưởng tôi hay lắm ba. Thiệt, tôi tưởng tôi hay lắm luôn. Anh nhà như chơi như cứt. Từ. Từ, đừng có bắn giữ. Ai đập. Mày làm được gì tao? Fuck you. Cái gì vậy? Ô, oh, trời ơi. Một cây là bắn thấy lòi chiếc dai rồi, hai cây bắn tự chết luôn. Gần. Rất là hay. Trời ơi, tôi chơi là tôi né đạn ghê lắm. Cái này làm gì làm khó được tôi. Nè. Ồ. Bắn dữ vậy mấy mẹ. Ủa. Ủa thật sự á. Mấy bạn biết không? Thật sự là nó bắn cái này là nó hù thôi. Nãy quán quá tự nhảy luôn. Là ngu đó. Nó tóm gọn lại rồi vậy. Đó, chơi ngu rồi đó. Chơi ngu. Rồi, ok. Trời. Xém nữa là xì xọ rồi. Oh. Yeah. Ôi trời. Oh fuck. Tao còn có cái đầu mày giả bộ mày cho tao chơi đi. Hiểu không? Mày có thể giả vờ yêu được mà. Ôi trời. Ủa cái này đi đường gì đây? Biết đi đường nào, khi đi em hỏi, khi về em chào. Qua luôn. Shit. Ôi trời, chém ghê má. Bén dữ ha. Ôi trời. Ôi. Trời ơi. Hay chưa. Có toan tính. Ôi. Ồ. Vậy sao quá. Họ như đó đâu đủ làm khó kiếp được cái mưa. Chơi ghê lắm bộ. Thấy không? Hường hoi. Đó. Bạn không cần phải có đầy đủ bộ phận sinh dục để mà thể thắng một cái màn. Ben. Fuck you Ben. Bắt tôi cứu mày mấy cái tình thế gì đâu. Ủa cái mạng đó mình được 15/15 luôn. Ghê thiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì nhớ để lại một like và một subscribe. Ngoài ra thì hãy chia sẻ hộ mình trên 300 chia sẻ để mà mình có thêm động lực, mình làm ra những cái video khác hay hơn và vui hơn dành cho các bạn.
À, mình cũng đang dự tính một số cái chương trình tiết mục rất là hay. Ok, và ngày hôm sau thì sẽ có kết quả của cái cuộc giveaway Steam, nếu mà các bạn không quên nhá không. À, rồi bây giờ Facebook của mình á là Cẩm Năng Game Thủ hoặc là Chris Devil Gamer, thì các bạn có thể dễ dàng tìm được Facebook đó bằng cách gọi chữ Chris Devil Gamer hoặc chữ Cẩm Năng Game Thủ lên phần tìm kiếm, thì sẽ dễ dàng tìm được ngay Facebook của mình và lên đó cập nhật những clip mới nhất của mình ở trên đó nha. Rồi bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày thứ ba, thứ tư, năm sau, thứ bảy, chủ nhật thiệt là tốt lành. Mày nhìn tôi cho nó vậy? Son nó tô mắt nó mới đẹp, mày ngu lắm. Thôi mà. Son tô mắt mới đẹp. Mày không biết trang điểm, tao là chuyên viên chuyên đảng mà. Ơ trang điểm. Rồi mở mắt ra. Bố đẹp vậy. Chưa. Đẹp không? Đẹp không? Có cục dây chó. Cái gì? Dây chó. Dây chó trong trong mấy phim mà cổ tích rồi đó, ông Bá Hồ rồi đó.